Các bạn nhỏ 2K7 hãy đăng ký ngay khóa học chạy văn lớp 9 để tổng ôn, tăng tốc và bứt phá trong 2 tháng cuối cùng team học văn chị Hiên thôi nào. À, em hay bị nhầm giữa phương châm hội thoại à? Ok, ôn luôn phương châm hội thoại. Nào, phương châm hội thoại. Có những phương châm hội thoại nào nào? Phương châm hội thoại. Các bạn còn nhớ không? Những phương châm hội thoại. Nào liệt kê ra xong rồi chị sẽ hướng dẫn khi mà chúng mình dễ bị nhầm nhá. Cách thức với quan hệ. Lịch sự là dễ biết nhất. Rồi, chúng ta có phương châm về lượng, phương châm về chất, đúng không? Phương châm cách thức, phương châm quan hệ, rồi phương châm lịch sự. Thế thì có lịch sự là không cần phải phân biệt rồi, đúng không? Là rất dễ rồi. Tức nghĩa là trong lời nói là phải đảm bảo sự lịch sự, tôn trọng lẫn nhau, thưa gửi đầy đủ. Đấy, ok chưa? Rồi, thế thì bây giờ phương châm về lượng tức nghĩa là gì? Là phải nói đầy đủ thông tin, không thừa, không thiếu, đúng không? Không thừa, không thiếu. Tức nghĩa là sao? Nếu như mà chúng ta nêu thừa thông tin, chúng ta hay bị nhầm giữa những cái gì với những cái gì? Nào, nêu ra để chị cùng với các bạn phân biệt luôn. À đâu, để chị xem nào, em hay bị nhầm với cái gì? Nhầm với một số phương châm hội thoại. Hay nhầm giữa cách thức với quan hệ. Rồi, ok, giữa cái này với cái này đúng không? Còn gì nữa không? Về lượng cũng bị nhầm à? Về lượng với về chất. Về lượng là nói đến số lượng của những cái thông tin được nói trong đấy, được không nào? Ok chưa? Ví dụ nhá, ví dụ chị hỏi em là em đã ăn cơm chưa? Và em trả lời là gì? Em ăn cơm rồi, hôm nay có những món này, món này, món này. Thế thì cái phần là hôm nay có những món này, món này, món này là thừa. Bởi vì là có phục vụ cho cái câu hỏi của chị đâu. Chị chỉ hỏi là em ăn cơm hay chưa thôi, đúng không nào? Ok chưa? Nhá, tức nghĩa là gì? Là em có đưa ra những cái thông tin mà cần thiết rồi, nhưng mà sẽ có thêm những thông tin thừa. Đó, thì đấy cũng là về lượng. Hoặc là những cái thông tin thiếu, được không? Nhưng cái bản chất này này, phương châm về lượng là phải có được những cái thông tin cụ thể rồi nhá, được không nào? Có được những cái thông tin cụ thể rồi, tức nghĩa là trong đấy đã có những cái đáp án phục vụ cho câu hỏi rồi. Ok chưa? Nhưng mà nó sẽ bị thiếu một vài cái gì đấy, hoặc là bị thừa một vài cái gì đấy. Còn về chất này này, là phải đúng, được không nào? Phải nêu đúng thông tin, phải nêu những cái gì mà mình biết là đúng, không được nêu những cái gì mà mình chưa chắc chắn, hoặc nêu những cái thông tin sai. Ok chưa? Nhá, đấy, nói có sách mách có chứng mà. Ok chưa? Nói sai nhá thì nó khác với cả nói thừa hoặc là nói thiếu. Nói sai là sai hoàn toàn luôn ý. Ví dụ chị hỏi em là em ăn cơm chưa, xong rồi em trả lời là gì? Em trả lời là hôm nay trời đẹp quá. Đó, đúng không? Là chúng ta trả lời sai hoàn toàn cái thông tin mà chị hỏi, đúng không nào? Ok chưa? Nhá, đấy thì đấy chính là cái việc mà chúng ta nêu không đúng về phương châm về chất. Hoặc là chúng ta nêu những cái chị xin lỗi, cái đấy lại bị nhầm rồi đấy. Phương châm về chất là nêu nói là phải nói đúng, đúng không nào? Không được nói những cái thông tin mà mình chưa chắc chắn. Ok chưa? Ví dụ nhá, ví dụ này là chị hỏi em là bài thơ Đồng Chí được sáng tác năm bao nhiêu. Thế xong rồi, đáng ra là em phải trả lời đúng là sáng tác năm 1948, đúng không? Nhưng em lại trả lời là bài thơ sáng tác năm 1958 chẳng hạn. Thế thì khi đó là em đã bị vi phạm phương châm về chất, là trả lời sai, được không? Trả lời sai, nhưng vẫn liên quan đến chủ đề của câu nói nhá. Đấy, chị xin lỗi, lúc đấy là cái ví dụ của chị là không phải là vi phạm phương châm về chất đâu. Nó lại là phương châm quan hệ đấy. Kiểu như là hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ông nói gà, bà nói vịt ý, được không? Ok chưa? Đấy, được không nào? Nhá, đây, chị phân biệt lại này. Phương châm về lượng là không nói thừa hoặc thiếu, nhưng nó vẫn phải đảm bảo là có ý đúng ở trong đấy nhá. Phải đảm bảo có ý đúng, nhớ chưa? Phải đảm bảo có ý đúng ở trong đó. Phải liên quan đến nội dung của cái câu nói đấy. Chỉ là bị thừa một số những cái thông tin, hoặc là bị thiếu một số cái thông tin thôi, được không? Rồi, thế còn về chất là nói đến bản chất, là sự đúng hoặc sai,
đúng sai, cái sự đúng sai của cái thông tin chúng ta đưa đến nhá, được không nào? Nhưng nó vẫn phải đúng về mặt chủ đề, được không? Phân biệt giữa chất và phương châm quan hệ đó là phải đúng về mặt chủ đề. Nếu như mà quan hệ là nó không đúng về chủ đề luôn, đúng không? Còn về chất là vẫn phải thuộc về cái chủ đề đấy. Tức nghĩa là chị hỏi em một cái nội dung liên quan đến vấn đề A, em vẫn sẽ trả lời những cái thông tin liên quan đến vấn đề A, nhưng mà là những thông tin sai. Như chị vừa nói đấy, bài thơ Đồng Chí ra đời năm bao nhiêu, em trả lời bài thơ Đồng Chí ra đời năm 1958. Thế thì khi đó là em trả lời sai. Trả lời sai nhưng em vẫn đúng vào cái chủ đề của câu nói, nó chính là hoàn cảnh ra đời của bài thơ Đồng Chí. Nhớ chưa? Ok chưa? Nhá. Đó. Rồi, hay là trong giao tiếp hàng ngày của chúng ta này, trong giao tiếp hàng ngày của chúng ta, đi học về, chúng mình đi học về, thế xong rồi mẹ hỏi là hôm nay con được mấy điểm? Chúng ta rõ ràng là chúng ta được 10 điểm nhưng chúng ta bảo là hôm nay con được có 8 điểm. Đó, ok chưa? Thì chúng ta vẫn trả lời đúng vào cái mục đích của người hỏi là điểm số, nhưng chúng ta không nói đúng cái số điểm mà mình đạt được thôi. Hay là gì? Hay là hôm mẹ hỏi là hôm nay con đi học như thế nào? Đó, ok chưa? Hôm nay là con đi học mấy giờ về chẳng hạn, ví dụ như thế. Thế xong rồi rõ ràng là chúng ta về muộn mà chúng ta lại bảo là hôm nay học vẫn đúng giờ hàng ngày. Đúng không? Ok chưa? Đấy, thế thì chúng ta sẽ trả lời sai cái nội dung câu nói. Đúng không nào? Sai cái nội dung chủ đề, sai cái nội dung mà người ta đang muốn hỏi, nhưng chúng ta vẫn đề cập đến đúng cái chủ đề đấy. Ok chưa? Vẫn đề cập đến đúng cái chủ đề đấy. Ví dụ nhá, ví dụ chị sẽ lấy một cái ví dụ chung để xem là khi mà sai, khi mà vi phạm những cái phương châm hội thoại này thì người ta sẽ trả lời như thế nào. Ví dụ đối với câu hỏi là em ăn cơm chưa? Các bạn nhỏ 2K7 hãy đăng ký ngay khóa học chạy văn lớp 9 để tổng ôn, tăng tốc và bứt phá trong 2 tháng cuối cùng team học văn chị Hiên thôi nhá. Thế thì khi mà vi phạm phương châm về lượng ấy, nếu mà đúng về phương châm về lượng nhá, thì chúng ta sẽ trả lời là em ăn cơm rồi hoặc là chưa ăn cơm, ăn cơm rồi. Được không? Đúng về lượng là như thế. Nhưng vi phạm về lượng là như thế nào? Là em ăn cơm rồi, món ăn hôm nay có món rau muống, có món thịt xào, có món sườn, vân vân vân. Rồi em lại nêu cả đặc điểm của từng món đấy nữa cơ. Ok chưa? Tức nghĩa là em nêu ra thừa những cái thông tin mà người ta cần thiết. Thì đấy là vi phạm phương châm về lượng. Rồi, thế vi phạm phương thế còn đúng về phương châm về chất thì sao? Là em trả lời em ăn cơm rồi, được không nào? Ok chưa? Là đúng là em đã ăn cơm nhá, chứ không phải là em nhịn đói xong rồi lại trả lời là em ăn cơm rồi, nhớ chưa? Nhá, đúng về phương châm về chất là em phải trả lời đúng là em ăn cơm hay chưa. Nếu em ăn rồi thì em trả lời là rồi, nếu em chưa ăn thì em trả lời là chưa ăn. Chứ nếu như mà em ăn rồi mà em lại bảo em chưa ăn, hoặc là hoặc là em chưa ăn mà em lại bảo em ăn rồi, thì đấy là em vi phạm phương châm về chất. Ok chưa? Nhá. Đó là vi phạm phương châm về chất. Thế còn về phương châm cách thức thì sao? Cách thức là người ta nói đến cái cách mà mình nói ra những thông tin đó. Phải nói một cách rõ ràng, rành mạch, không được nói mơ hồ, đúng không? Không được nói mơ hồ. Ok chưa? Không được nói mơ hồ, không được dây cà ra dây muống. Đó, không được đưa ra những cái thông tin mơ hồ mà người ta không thể hiểu được, đúng không? Ok chưa? Đúng rồi đấy, có thể học những cái mấy cái câu thành ngữ để mình nhớ được cái cách phân biệt giữa các phương châm hội thoại nhá. Đó. Cách thức là không được nói một cách lòng vòng, không được nói một cách vòng vo, nói đi thẳng vào vấn đề. Ví dụ hỏi em ăn cơm chưa, chỉ cần trả lời là em ăn rồi hoặc là em chưa ăn cơm. Đấy, thế nhưng mà chúng ta lại trả lời mà lòng vòng, chúng ta vi phạm phương châm cách thức là như thế nào? Chúng ta cứ nêu ra là gì? Bình thường giờ này là em đã ăn cơm rồi đấy. Đó, ok chưa? Bình thường giờ này em đã ăn cơm rồi đấy, xong rồi em đi xem tivi, xong rồi em làm nhiều những cái hoạt động. Chúng ta vẫn sẽ đề cập đến cái chủ đề của cái câu nói đấy nhá, là cái việc đã ăn cơm hay chưa. Cái việc ăn cơm là chủ đề, đúng không? Chủ đề của cái câu nói này là ăn cơm. Đó, nhưng mà chúng ta không đi thẳng vào vấn đề. Chúng ta cứ lòng va lòng vòng. Bình thường giờ này thì ăn cơm rồi đấy. Bình thường giờ này là đã có thể rửa bát rồi, đã xem tivi rồi đấy. Đó, ok chưa? Thế nhưng mà hôm nay đó, nhưng mà hôm nay lại thấy có chương trình này hay quá. Nhưng mà hôm nay ABC như thế kia. Tóm lại là nói lòng va lòng vòng, vẫn cuối cùng vẫn không thể biết được là em đã ăn cơm hay chưa. Đúng không? Ok chưa? Nhưng vẫn đề cập đến cái việc ăn cơm nhá, chứ không phải đề cập đến cái chuyện khác. Đúng không?
Ok chưa? Nhá, chứ không đề cập đến cái chuyện khác, không phải đề cập đến một cái chủ đề khác. Nếu như đề cập đến một chủ đề khác thì đó là Phương vi phạm phương châm quan hệ rồi. Tức cái ông nói bà, ông nói gà, bà nói vịt ý, người ta hỏi em ăn cơm chưa? Đó, em lại bảo là gì? Em lại bảo là hôm nay chưa làm bài tập. Đúng không? Nhờ, hỏi là em ăn cơm chưa, lại bảo là hôm nay chưa làm bài tập. Thế là nội dung của hai câu nói, nội dung của cái câu hỏi và câu trả lời nó chẳng liên quan gì đến nhau. Một cái là hỏi về việc ăn cơm, một cái thì lại hỏi, lại trả lời về cái việc làm bài tập. Nó không liên quan gì đến nhau về mặt chủ đề. Thì đấy chính là vi phạm phương châm quan hệ. Các em nhá, cái việc vi phạm phương châm quan hệ này là cái phương châm thường xuyên chúng ta vi phạm trong đời sống hàng ngày luôn. Chỉ lấy ví dụ này, chúng ta chào hỏi lẫn nhau, đúng không? Chúng ta chào hỏi lẫn nhau, ví dụ như là gặp người quen, chúng ta gọi là bác đi đâu đấy ạ? Ờ, thế xong rồi người ta không trả lời là bác là người ta đi đâu, mà người ta chào cháu nhá. Đó, ok chưa? Nhá, người mình đang hỏi, thế nhưng mà người ta lại chào lại mình. À, cái việc mà câu hỏi nó cũng là một cái cách để chúng ta chào. Nhưng thực ra ở đó là chúng mình đã vi phạm phương châm quan hệ rồi đấy. Ok chưa? Đấy, được chưa nào? Rồi là gì? Rồi là gì? Ví dụ như là đây, hỏi em ăn cơm chưa? Mà xong rồi lại bảo là em đang làm bài tập. À, vi phạm phương châm về quan hệ. Nhưng thực chất ở đó chúng ta có thể dùng nó ở trong giao tiếp hàng ngày để chỉ là cái gì? À, nhiều bài tập quá, chưa kịp ăn cơm. Được không? Nhiều bài tập quá, chưa kịp ăn cơm. Thế khi đó nó lại liên quan đến một cái kiến thức chúng ta được học, đó chính là về hàm ý. Vi phạm phương châm hội thoại chính là một trong những cách thức để tạo hàm ý. Đúng không? Ví dụ như chị nói vừa rồi đấy, em ăn cơm chưa? Em đang làm bài tập. Đó, thế thì cái làm bài tập đấy chính là hàm ý. Hàm ý để chỉ cái gì? Nhiều bài tập quá, chưa kịp ăn cơm. Đúng không? Đọc cái câu đấy lên, mình nghe cái câu trả lời đấy, mình đã có được cái câu trả lời cho mình rồi. Chỉ là người ta không nói trực tiếp ra thôi, người ta đang gửi gắm cái hàm ý trong câu trả lời của mình như thế. Đúng không? Em ăn cơm chưa? Em đang làm bài tập. Khổ lắm, đang làm bài tập. Đấy, kiểu như thế, đúng không? Thì chúng ta biết là chưa kịp ăn cơm, nhiều bài tập quá. Thế là hàm ý được gửi gắm trong cái câu trả lời đấy đấy. Vi phạm phương châm hội thoại là một trong những cách thức để tạo nên hàm ý. Đúng không? Ví dụ nhá, tiếp tục lại ví dụ tiếp này. Trong cái câu trong Lặng lẽ Sapa mà người lái xe có bảo là tuổi già cần nước chè, ở Lào Cai đi sớm quá. Trong khi những câu trước ở trong lời nói của bác lái xe là giới thiệu, đây tôi giới thiệu với anh một ông họa sĩ, còn đây là cô kỹ sư. Đó, anh đưa họ lên nhà chơi đi. Đó, thì rõ ràng là chủ đề của câu nói đấy là đang giới thiệu, đúng không nào? Giới thiệu về ông họa sĩ, về cô kỹ sư với cả anh thanh niên. Tự dưng đến cái câu sau, tuổi già cần nước chè, hai chấm ở Lào Cai đi sớm quá. Nội dung của câu đấy, chủ đề của cái câu đấy nó chẳng liên quan gì đến với cả những câu còn lại trong cái lời nói của bác lái xe cả. Đúng không? Khi đó bác lái xe đã vi phạm phương châm quan hệ. Tức nghĩa là nói những cái điều nó không đúng với cả chủ đề của câu nói. Nhưng qua đó ta hiểu được hàm ý là gì. À, ở đây là ông họa sĩ, ông ấy đi sớm, từ Lào Cai ông đi sớm quá nên chưa kịp uống nước chè. Và hàm ý là gì? Anh hãy mời họ cái thứ nước chè đi, đúng không nào? Anh hãy mời họ lên nhà chơi và mời họ uống nước chè đi. Đấy, ok chưa? Nhá, thế nên là hàm ý nó liên quan mật thiết đến với cả phương châm hội thoại. Bởi vì vi phạm phương châm hội thoại là một trong những cách thức để tạo nên hàm ý. Ok chưa? Thế nên thì nếu như mà chúng ta gặp phải câu hỏi về hàm ý nhá, các bạn hãy giúp chị đọc từng câu một, đọc từng câu một để xác định đầu tiên là nội dung của cả cái câu đấy, chủ đề của cả cái câu đấy, chủ đề của cả cái đoạn trích đấy, xem là có câu nào nó bị lạc quẻ ra không. Kiểu như là cả đoạn trích đang nói về vấn đề A mà tự dưng cái câu này nó lại nói về vấn đề B, thì khi đó rất có thể cái câu đấy chính là có hàm ý, đúng không? Bởi vì nó vi phạm phương châm quan hệ. Ok chưa? Nó vi phạm phương châm quan hệ. Hay là cái việc mà người ta cứ nói lòng và lòng vòng, không trả lời đúng vào vấn đề, nó giống như là vi phạm phương châm cách thức ý. Thì đấy cũng sẽ có thể là gửi gắm hàm ý trong đó, đúng không? Hàm ý là tôi không muốn trả lời câu hỏi này chẳng hạn. Hàm ý là tôi rất là ghét anh, tôi không muốn cung cấp cho anh những cái thông tin đúng đấy. Đó, thì là bắt buộc nên tôi mới phải trả lời thôi, cho nên là tôi cứ trả lời vòng lòng vòng như thế. Đấy, hàm ý đằng sau như thế, đúng không? Ok chưa? Nhá, thế nên là vi phạm phương châm hội thoại cũng là một trong những cái cách thức để tạo hàm ý. Từ đây ta lại ôn tập thêm cả về hàm ý nữa. Ok chưa nào? Rồi. Đó. Chúng mình hiểu và phân biệt được những cái phương châm này chưa? Thì phân biệt phương châm hội thoại nó cũng giống như là phân biệt những cái phương thức biểu đạt ý. Là chúng ta phải dựa vào bản chất,
nhá, dựa vào bản chất của từng cái phương châm đó. Và cũng giống như một bạn có chia sẻ ở đây này, có một cái cách để chúng mình học về phương châm hội thoại là các em học những cái câu thành ngữ đi kèm. Đó, ý nghĩa của những câu thành ngữ đấy nó sẽ nói ra những cái thực trạng, nó sẽ nói ra những cái hoàn cảnh khi mà con người ta vi phạm phương châm hội thoại. Ví dụ, ông nói bà, ông nói gà, bà nói vịt, thì đó chính là ông thì nói về một nội dung, bà thì lại nói về một nội dung khác, tức nghĩa là phương châm quan hệ. Ok chưa? Nhá, hay là gì? Hay là cái gì nhỉ? Cái câu về phương châm lịch sử ấy mà tự dưng chị lại bị quên. Cái gì nhỉ? Đảm bảo sự lịch sự này, đảm bảo sự kính trọng trong câu nói, có cái câu thành ngữ tục ngữ ấy. Đó, ok chưa? Rồi là những cái câu dây cà ra dây muống là sẽ là chỉ cái phương châm cách thức. Hay là nói có sách mách có chứng là phương châm về lượng. À, phương châm về chất, chị xin lỗi, phương châm về chất. Tức nghĩa là nói thì phải có chứng cứ, nói thì phải đúng đắn, được không? Em thấy vi phạm phương châm cách thức giống với cả vi phạm phương châm về lượng. Ở đây nhá, ở đây này, ở đây vi phạm phương châm về lượng và vi phạm phương châm cách thức nó khác nhau như thế nào? Về lượng thì nó vẫn phải đưa ra được một số những cái thông tin đúng nào đấy nhá, đưa ra một cái lượng thông tin đúng nhất định. Ok chưa? Chỉ là nó không được đầy đủ hoặc là nó bị thừa ra thôi. Đấy, còn cái cách thức là nói về cái cách để mình nói ra cái kiểu như là cái cách mà mình trình bày những cái thông tin đấy ra, được không? Cái cách trình bày của mình nó không rõ ràng, nó khiến cho người ta mơ hồ. Đó, còn về lượng có thể vẫn cứ đề cập trực tiếp, vẫn nói một cách rõ ràng. Đấy, vẫn nói một cách rõ ràng như chỉ là thông tin bị thiếu hoặc bị thừa thôi. Nhưng mà cách thức là đề cập đến cái cách mà mình nói ra, được không? Cái cách mà mình nói ra ấp a ấp úng này chẳng hạn. Ví dụ như là nói lòng va lòng vòng này chẳng hạn, được không? Nói khiến cho người ta càng nghe càng thấy mơ hồ hơn. Thì đấy là cách thức nhá. Ok chưa? Đấy là cách thức. Còn về lượng thì người ta vẫn nói rõ ràng, vẫn nói rành mạch, vẫn nói tuần tự. Đấy, nhưng mà chỉ là thông tin đấy nó bị thiếu hoặc là bị thừa thôi. Chúng ta sẽ có thể phân biệt dựa trên cái điều đấy nhá. Cách thức là người ta đề cập đến cách mà họ nói ra, được không? Cách mà họ trình bày ý, được chưa? Ok chưa? Cách mà họ nói ra, cách mà họ trình bày đó. Còn về lượng là đề cập đến cái gọi là chất lượng của thông tin, được không? Đề cập đến cái chất lượng của cái thông tin. Còn cách thức là đề cập đến cách mà họ nói ra. Có thể về lượng này này, về lượng là người ta vẫn nói một cách rõ ràng, rành mạch nhá, được không? Vẫn nói một cách rõ ràng, rành mạch, tuần tự. Câu nào ra câu đấy, nội dung nào ra nội dung đấy. Chỉ là nó thiếu, nó thừa thôi. Đó. Nhưng mà cái lòng vòng, cái vòng vo này nó lại thuộc về cách thức, đúng không? Cùng một cái nội dung đấy cơ, nhưng mà nói hoài, nói mãi vẫn chưa ra được vấn đề. Ok chưa? Nói hoài, nói mãi vẫn chưa ra được vấn đề thì đấy là vi phạm phương châm cách thức. Còn phương châm về lượng, người ta vẫn nói rõ ràng, rành mạch, chỉ là bị thiếu hoặc là bị thừa thông tin thôi. Được không nào? Ok chưa? Nhá. Nó hơi gần nhau một chút xíu như vậy. Rồi, tiếp tục. Cái mảng nội dung tiếp theo, liên kết câu với liên kết đoạn văn. Đây, về liên kết nhá. Liên kết câu và liên kết đoạn văn. Từ cái mệnh đề như vậy thôi là chúng ta đã phải phân biệt được là phải là liên kết giữa câu với câu, liên kết giữa đoạn văn với đoạn văn, chứ không phải là liên kết giữa các thành phần trong câu nhá. Chị đã thấy có những trường hợp nhầm lẫn, đó chính là trong một câu dài người ta lặp đi lặp lại một từ và em bảo là đấy là phép lặp. Đấy là những thành phần trong cùng một câu mà. Thế thì nó là liên kết giữa cái gì với cái gì? Đâu phải là câu với câu đâu. Nếu như là phép lặp nhá, thì nó phải là lặp những từ ở câu trước và lại xuất hiện ở câu sau, nhớ chưa? Chứ nó chỉ lặp trong vòng một câu thôi, tức nghĩa là trong khuôn khổ một cái câu đấy thôi và lặp đi lặp lại một từ đấy, thì đấy không phải là phép lặp, nhớ chưa nào? Liên kết câu, liên kết đoạn văn, tức nghĩa là liên kết giữa câu này với câu kia, liên kết giữa đoạn văn này với đoạn văn kia, hoặc là liên kết giữa câu này với cả đoạn văn kia, nhớ chưa nào? Ok chưa? Thế thì liên kết câu và liên kết đoạn văn nó có hai phần. Thứ nhất là liên kết về nội dung, và thứ hai là liên kết về hình thức.
Đúng chưa? Và người ta hỏi nhiều chúng ta là về liên kết về hình thức này này. Đó, ok chưa? Đó là các phép liên kết đấy. Đấy, các cái phép liên kết. Được chưa nào? Nhá, ở đây có những phép liên kết sau. Có phép lập, phép nối, phép thế, phép đồng nghĩa trái nghĩa cùng trường liên tưởng. Các bạn nhỏ 2K7 hãy đăng ký ngay khóa học chạy văn lớp 9 để tổng ôn, tăng tốc và bứt phá trong 2 tháng cuối cùng team học Văn Chị Hiên thôi nào. Còn phép nào nữa không các em? Còn phép nào nữa không? Đấy, đấy là những cái phép liên kết về hình thức nhá. Lặp là người ta sẽ lặp những cái từ ngữ đã xuất hiện ở câu trước và lại lặp lại ở câu sau. Được không nào? Đó, nối là ví dụ lặp nhá, lặp thì nó muôn hình vạn trạng rồi, người ta có thể lặp bất cứ một cái từ ngữ nào để đảm bảo cái sự liên kết. Còn phép nối là dùng những cái từ mang những cái quan hệ từ kiểu như là tuy nhiên, bên cạnh đó. Được không nào? Ok chưa? Không chỉ vậy. Đấy, nhưng nhưng nhá. Đó, đó chính là phép nối. Còn phép thế là dùng một cụm từ này để thế cho một cụm từ khác đã xuất hiện ở câu trên. Ok chưa? Ví dụ như là gì? Điều đó thì cái đó đấy chính là cái nội dung đã được xuất hiện ở câu trước. Người ta không muốn lặp lại hoàn toàn những cái nội dung đấy nữa thì người ta dùng từ đó để thay thế. Được không nào? Ok chưa? Vẫn đảm bảo liên kết nhá. Hay là gì? Hay là câu trước chúng ta viết là bài thơ về tiểu đội xe không kính của nhà thơ Phạm Tiến Duật là một tác phẩm hay. Đúng không nào? Là một bài thơ đi cùng năm tháng. Sau đó chúng ta đến câu sau chúng ta viết là gì? Chúng ta viết là tác phẩm ấy. Đúng không? Tác phẩm ấy. Thế thì ấy đó, tác phẩm ấy đó là để thay thế cho bài thơ về tiểu đội xe không kính. Nhá, ok chưa? Đấy, rồi đồng nghĩa trái nghĩa cùng trường liên tưởng nghĩa là sao? Ví dụ nhá, trong cùng một đoạn trong cùng một cái đoạn văn như thế, chúng ta câu đầu tiên chúng ta đang phải miêu tả về cảnh biển đi. Thì câu đầu tiên chúng ta nói là về về mặt trời nhá, về mặt trời thì như thế nào? Đến câu thứ hai chúng ta nói về gió biển ra làm sao? Đến câu thứ ba chúng ta nói về sóng biển như thế nào? Thế thì mặt trời này, gió này, sóng nó cùng một cái trường liên tưởng về thiên nhiên biển, đúng không? Đấy, thì đấy cũng chính là cái phép liên kết, là đảm bảo có cái cùng trường liên tưởng. Ok chưa? Đấy là ví dụ để chúng mình phân biệt những cái phép liên kết. Cái này nhá, phép liên kết thì nó không khó để phân biệt đâu. Nó không khó để phân biệt đâu, mà nó khó ở cách mà chúng mình có tinh tế để nhận ra hay không. Chúng mình có để ý để nhận ra hay không. Nhớ chưa? Nhá. Chúng mình có để ý và nhận ra hay không. Và cái thứ hai nữa là chúng mình có nắm được kiến thức về khái niệm hay không. Chúng ta lại không biết được là có những phép liên kết nào thì không thể làm được rồi. Chị tin là chúng mình chỉ cần nhớ được có bao nhiêu phép liên kết là chúng ta có thể xác định được thôi. Ok chưa? Nhá, chị tin là chúng mình chỉ cần nhớ được có bao nhiêu phép liên kết là chúng ta có thể xác định được thôi. Ví dụ là gặp hai cái câu này, người ta bắt chúng ta phải xác định phép liên kết trong hai câu đó. Em chưa biết xác định như thế nào. Thế là bắt đầu sát từng phép một, xem là hai câu này có phép lặp không nhỉ? À chẳng thấy có lặp lại từ ngữ nào cả. Hai câu này có phép nối không nhỉ? Kết nối giữa hai câu có quan hệ từ nào không? À cũng không thấy. Thế hai câu này có phép thế không nhỉ? À ở đây mình thấy có từ ấy đây này, từ ấy, từ đó đây này xuất hiện ở trong cái câu này. À câu trước nó có thế cho cái gì câu trước hay không? À có đây, nó có thế đây, thì đấy chính là phép thế. Đúng không? Ok chưa? Hay là phép thế cũng không thấy, thế lại dò tiếp đến cái phép thứ này là đồng nghĩa trái nghĩa cùng trường liên tưởng. Ok chưa nào? Nhá. Chúng mình hiểu phần này không? Chúng mình hiểu phần này chưa? Có nhá các em nhá. Được không? Người ta yêu cầu chúng mình xác định phép liên kết ở trong hai câu văn nào đấy, hoặc là ở trong cái đoạn văn nào đấy, thì chúng ta đầu tiên là phải gọi tên đúng được cái phép đấy đã. Được không nào? Gọi tên đúng được phép đó. Và thứ hai là chỉ ra cái phép đó thể hiện ở từ ngữ nào. Được không? Ok chưa? Nhưng làm tuần tự từng bước nhá. Làm tuần tự từng bước. Đừng chỉ ra từ ngữ trước xong rồi mới khẳng định phép, mà chúng ta hãy gọi tên cái phép đấy trước, xong rồi mới chỉ ra từ ngữ thể hiện nhá. Bởi vì là có thể chúng ta chỉ ra đúng cái phép đấy. Được không? Chúng ta chỉ ra đúng cái phép đấy, nhưng mà cái phần từ ngữ chúng ta lại không đúng hoàn toàn. Đó, ok chưa? Thì chúng ta vẫn được điểm ở cái phần gọi tên ở các phép liên kết. Nhớ chưa nào? Nhớ chưa?
Có thể nhá, đề bài sẽ yêu cầu là xác định phép liên kết trong đoạn văn sau. Được không? Thế thì chúng ta không thể là chỉ ghi mỗi tên phép ra được. Chúng ta phải chỉ rõ là nó liên kết ở từ ngữ nào. Tại sao lại xác định được đấy là cái phép liên kết đấy? Nhớ chưa? Chứ nếu như mà chỉ trả lời không ấy, chỉ gọi tên phép liên kết không ấy, thì chúng ta nếu đúng thì chỉ được một nửa số điểm thôi, không được điểm tối đa đâu nhá, không được điểm tối đa đâu. Bởi vì là như thế khác gì đoán mò, đúng không? Như thế thì khác gì đoán mò. Chúng ta phải chỉ rõ ra thì nó mới đúng được toàn hoàn toàn, nó mới đúng được tối đa. Ok chưa? Ừ. Ví dụ từ thanh xuân được thế bằng từ thế, thì chúng ta có thể là ghi nhá, phép thế hai chấm, được không nào? Phép thế hai chấm, từ thế đấy trong vòng kép nhá. Đây này, chúng ta ghi như thế này này, phép thế hai chấm, từ thế. Ok chưa? Để thay thế cho thanh xuân. Đấy, ok chưa? Nhá, từ nào mà tác giả sử dụng thì chúng ta cho vào trong ngoặc kép. Đó, chúng ta có thể trình bày như thế này. Còn nếu như mà là phép nối chẳng hạn, phép nối thì chúng ta sẽ ghi hai chấm, phép nối hai chấm. Nhưng ví dụ thế, được không? Ok chưa? Đó, hay là phép là chúng ta chẳng hạn, bởi vì là từ chúng ta được lặp đi lặp lại chẳng hạn. Đấy, được không nào? Nhá, ok chưa? Đó, và một cái lưu ý này chị muốn nhắc lại, nó là gì? Trong những cái câu hỏi về phép liên kết câu hay phép liên kết đoạn văn là không được phép xác định là trong khuôn khổ một câu văn đâu nhá. Phải có ít nhất là hai câu văn, nhớ chưa? Không được xác định trong khuôn khổ một câu đâu. Không phải là trong cả cái câu đấy người ta cứ lặp đi lặp lại một từ, nhưng mà trong câu sau không lặp lại từ đấy nữa, mà em vội xác định đấy là phép lặp đâu nhá. Ok chưa? Nó phải là xuất hiện ở trong hai câu khác nhau thì nó mới đảm bảo là liên kết câu với liên kết đoạn văn chứ, đúng không? Chứ liên kết trong cùng một câu thì là nó là một câu rồi thì cần gì phải liên kết nữa, nhớ chưa nào? Đấy, chị đã thấy cái trường hợp sai như vậy rồi đấy. Dễ nhầm lẫn chứ không phải là chuyện đùa đâu, không được chết chủ quan, nhớ chưa? Rồi, ok, đấy là những thông tin về liên kết câu, liên kết đoạn văn. Rồi, tiếp tục này, đó là những cái câu dạng câu hỏi về nhận biết, tức nghĩa là ta chỉ cần áp dụng những cái mình đã hiểu biết rồi này, áp dụng vào để áp vào cái đoạn trích này để xác định một số những cái thông tin nào đấy, đúng không? Dạng các bạn nhỏ 2K7 hãy đăng ký ngay khóa học chạy văn lớp 9 để tổng ôn, tăng tốc và bứt phá trong 2 tháng cuối cùng team học Văn Chị Hiên thôi nào.